âm thanh đó thật đáng sợ. Quả là một con khủng long dũng mãnh. Hãy cùng khám phá cái tên của nó. Thế giới này thật tuyệt. Hãy tiếp tục học nào. Máy tính bảng thông minh. Kích hoạt. Hàm răng sắc nhọn. Cơ thể lực lưỡng. Chân trước ngắn. Chân sau rất khỏe. Khủng long bảo chúa. Khủng long bảo chúa đã tồn tại cách đây hơn 60 triệu năm. Trong suốt kỷ phấn trắng, nó là chúa tể của các loài khủng long. Đó là khủng long bảo chúa. Bạn có biết khủng long bảo chúa có cấu tạo cơ thể rất đặc biệt? Khủng long bảo chúa dài 13 mét. Nó bước đi bằng đôi chân sau rất khỏe của nó. Tuy nhiên, chân trước của nó rất ngắn và mỗi chân chỉ có 2 ngón. Khủng long bảo chúa rất thú vị, tớ muốn cho nó ăn. Bạn có biết khủng long bảo chúa thích ăn gì không? A. Rau củ. B. Thịt. C. Cá. Đúng rồi, bạn đúng rồi. Khủng long bảo chúa là loài động vật ăn thịt tàn bạo. Nó thích ăn thịt, vì vậy nó thường săn các loài khủng long khác làm mồi. Khủng long bảo chúa có lực cắn mạnh nhất trên trái đất. Nó có thể dễ dàng cắn vỡ xương của các loài khủng long khác. Qua qua, bạn có muốn thử xem khủng long bảo chúa dũng mãnh đến mức nào không? Tuyệt tuyệt! Các bạn nhỏ ơi, hãy cùng thử nào! Kéo các đồ vật tới gần khủng long bảo chúa và xem liệu khủng long có thể cắn vỡ chúng hay không. Thịt không là vấn đề đối với khủng long bảo chúa. Khủng long bảo chúa đã dễ dàng cắn nát khúc xương lớn. Cành cây cũng bị cắn nát. Một tảng đá lớn cũng rất dễ với khủng long bảo chúa. Hãy nhìn kia, khủng long bảo chúa có lực cắn lên tới 10 tấn, thậm chí nó có thể cắn nát một chiếc ô tô. Qua qua, bạn học được gì qua phần này? Khủng long bảo chúa có đôi chân trước rất ngắn, nó thích ăn thịt và nó có hàm răng sắc nhọn. Bạn nói đúng, cùng tiếp tục nào. Hãy sửa mô hình khủng long. Quạt quạt quạt. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đã hiểu chưa? Hãy xem khủng long bảo chúa đang trốn ở đâu. Khủng long bảo chúa. Khủng long bảo chúa. Khủng long bảo chúa. Tiếp tục lật thẻ cho đến khi bạn tìm thấy một cặp trùng khớp. Khủng long bảo chúa. Khủng long bảo chúa. Khủng long bảo chúa. Khủng long bảo chúa có hàm răng sắc nhọn. Khủng long bảo chúa có đôi chân trước ngắn. Khủng long bảo chúa có đôi chân sau rất khỏe.